tưới là tưới ẩm ẩm cho nó rắc cái mùn lên nó đẻ mà. Mà ấy lại chìm ngím rồi. Nó phải làm nào nó phải lôi cả cần ra cơ. Chứ không cần thấy căng dây này là không ăn thua rồi. Ấy lại hai chú. Kẹp zip rồi. Thế mấy thanh niên ra câu quăng một lúc cũng chạy đâu mất hút rồi. Chán rồi, về nhấc lên nó phải díu cái ngọn cần luôn cơ, nó không lên cơ.